Chồng bị nghi lên giường với Trâm Anh, Hải Băng gắt, đăng clip 10 phút coi cho đã mắt. Giọng ca viên đá nhỏ tỏ ra bình thản trước lời đồn thất thiệt về ông xã. Vài ngày nay, từ khóa Trâm Anh luôn nằm trong top tìm kiếm thịnh hành khi cô nàng hot girl này được cho là nữ chính trong các loạt clip nóng bị rò rỉ ít giờ trước. Hình ảnh được cắt ra từ clip giường chiếu bị nghi là của diễn viên Thành Đạt và Trâm Anh lại gây cơn chấn động cộng đồng mạng. Bởi Thành Đạt hiện đang có mái ấm hạnh phúc bên Hải Băng, đặc biệt nữ ca sĩ còn đang mang bầu bé thứ ba. Trước làn sóng ném đá mạnh mẽ của dư luận, nam diễn viên Thành Đạt phản ứng dữ dội. Anh khẳng định bản thân không phải người trong clip nóng và cũng không quen biết đến cô hot girl kia. Vì quá bức xúc, Thành Đạt đã chia sẻ bài viết liên quan đến anh với động thái dằn mặt. Anh cho rằng hình ảnh của mình đang bị lấy ra để câu like và thẳng thắn tắt tên Hải Băng. Về phía Hải Băng, cô cũng khéo léo lên tiếng bảo vệ danh dự của chồng. Thành Đạt chia sẻ bài viết liên quan đến nghi vấn ngoại tình với Trâm Anh. Dưới phần bình luận, Hải Băng trêu đùa ông xã. 4 phút ít vậy ba để đăng clip 10 phút coi cho đã mắt. Điều này chứng tỏ giọng ca viên đá nhỏ hoàn toàn tin tưởng sự chung thủy của ông xã. Dù không ít lời đồn chồng cô ngoại tình, hành động của Hải Băng khiến nhiều người bất ngờ. Thành Đạt trả lời Hải Băng rằng anh sắp được nổi tiếng. Đứng trước tin đồn thất thiệt, vợ chồng Hải Băng như càng tin tưởng nhau hơn. Cộng đồng mạng gửi rất nhiều tin nhắn và bình luận đặt câu hỏi về câu chuyện này. Tuy nhiên cặp đôi đều đồng lòng bác bỏ. Hải Băng khẳng định chồng cô đã nghỉ đóng phim 2 năm và không liên quan, để lại icon cười ra nước mắt. Cư dân mạng đặt nghi vấn Thành Đạt ngoại tình với Trâm Anh từ khi clip nóng bị phát tán. Trước khi Thành Đạt bị nghi dính líu, Trâm Anh đã bị phát tán clip quan hệ với một người đàn ông được cho là người yêu cũ của cô. Về phía hot girl, cô nàng hoàn toàn im lặng, cô cũng tắt điện thoại và không xuất hiện để né tránh câu hỏi truyền thông. Người hâm mộ hy vọng Thành Đạt vô can trong sự việc bê bối này và gửi lời động viên rất nhiều đến vợ chồng anh. Hải Băng Thành Đạt kết hôn vào giữa năm 2017, hiện tại Hải Băng đang mang thai bé thứ ba. Cặp đôi đã tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình. Tổ ấm nhỏ của Hải Băng Thành Đạt, Hải Băng mang thai lần 3 khi mới sinh con trai được 3 tháng. Sau khi suy nghĩ, cặp vợ chồng quyết định giữ lại con bất chấp những lời cảnh báo vỡ tử cung của bác sĩ. Vi Oanh kể về khoảng thời gian sau sinh hai lần, suýt bị trầm cảm vì có kẻ xấu chờ chực hãm hại. Đến tận bây giờ, ca sĩ Vi Oanh mới kể về những áp lực khi mang thai con thứ hai. Giọng ca Đồng Xanh cho biết, nếu khoảng thời gian đó bản thân không mạnh mẽ thì đã trầm cảm và vất vả hơn. Mỗi khi được yêu cầu hát bài Những Điều Mẹ Chưa Kể, kể về quá trình mang thai vất vả nhiều lo âu của mẹ bầu, Vi Oanh lại không kìm được xúc động. Ít người biết rằng khi mang thai lần hai, ngoài những vất vả như các mẹ bầu khác, nữ ca sĩ còn phải chịu áp lực về tâm lý. Vi Oanh viết, con gái yêu của mẹ, ngày mang thai con khó khăn gian khổ không kể hết, bởi những kẻ xấu chỉ chật chờ cơ hội để hãm hại. Nếu mẹ không phải là người mạnh mẽ, có lẽ cũng đã bị trầm cảm sau sinh. Vứt bỏ con hoặc con sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như điều họ muốn. Thế nhưng với mẹ thì chỉ sợ trời hại, chứ người thì không bao giờ sợ con nhỉ. Bởi cứ sống đàng hoàng tử tế thì ông trời luôn phù hộ cho gia đình mình con à. Cuối cùng mẹ cũng đã có được con rồi này. Freya Tuệ An ơi, nếu để đổi cả tính mạng của mình để giữ sự bình an cho con, mẹ cũng sẽ làm. Các con bình an nhé, đã có ba mẹ luôn chở che. Vi Oanh suýt bị trầm cảm sau khi sinh con gái. Năm 2017, Vi Oanh từng bị tố giật chồng. Và bé Phôi, con trai đầu của Vi Oanh, không phải con ruột của doanh nhân Lê Thiện. Trước thông tin này, Vi Oanh đã gay gắt đáp trả. Cô phủ nhận và thách thức người kia tung bằng chứng. Khi đó, ông xã Vi Oanh cũng lên tiếng bên vực vợ và cho rằng thông tin giật chồng chỉ là đồn nhảm. Vi Oanh đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để bảo vệ con. Vi Oanh nhắn nhủ đến hai con, các con bình an nhé, đã có ba mẹ luôn chở che. Khoảnh khắc đáng yêu của con gái Vi Oanh. Hiện tại Vi Oanh vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc, bên chồng là doanh nhân. Sau lùm xùm kiện tụng Lê Giang trở thành bà chủ, chồng cũ kinh doanh nhỏ vẫn bám trụ với nghề. Trong khi Lê Giang vẫn sở hữu tiệm nail an ninh làm ra, chồng cũ của nữ danh hài cũng bận rộn với công việc ở quán ăn riêng. Cuối năm ngoái, nghệ sĩ Duy Phương từng theo đuổi vụ kiện đài truyền hình HTV và nhà sản xuất chương trình Xoánh Hào Quang công ty Đông Tây Promotion vì lý do sản xuất phát sóng tập 10 có nội dung để vợ cũ của anh là diễn viên Lê Giang nói nhiều thông tin một chiều. Xuất hiện trong tập 10 Xoánh Hào Quang, Lê Giang rơi nước mắt chảy lòng chuyện từng bị chồng cũ tức nghệ sĩ Duy Phương đánh đập hành hạ nhiều lần. Sau khi chương trình phát sóng, Duy Phương đã lên tiếng khẳng định những phát ngôn của Lê Giang là hoàn toàn sai sự thật.
Không chỉ thế, show truyền hình này còn để lại hệ lụy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, danh dự và công việc kinh doanh của Duy Phương. Thậm chí nam nghệ sĩ đã phải nhập viện suy sụp vì khủng hoảng tinh thần. Sau cùng chấp nhận phương án hòa giải của tòa án, Duy Phương đã nhận 20 triệu tiền bồi thường từ đơn vị sản xuất chương trình và quyết định rút đơn kiện. Một năm sau lùm xùm kiện tụng, đôi vợ chồng một thời tiếp tục cuộc sống và sự nghiệp riêng. Tiếp nối công việc kinh doanh thời trang, Lê Giang khai trương một tiệm nail tại Sài Gòn. Từng theo nghề làm nail để kiếm sống khi còn ở nước ngoài, nữ diễn viên tự tin với vốn kinh nghiệm để mở cửa hàng riêng. Tiệm nail của Lê Giang quy mô không lớn nhưng khá đầy đủ tiện nghi và vật tư, thường xuyên tấp nập khách ra vào. Đây cũng là địa chỉ làm đẹp uy tín của nhiều sao Việt đến ủng hộ Lê Giang. Sự nghiệp kinh doanh khởi đầu thuận lợi, nữ diễn viên còn đắc show truyền hình. Cô thường được mời đi quay làm giám khảo nhiều chương trình lớn. Lê Giang cũng khoe khéo mỗi lần du lịch sang chảnh khắp trong và ngoài nước đến bạn bè thân thiết. Dư giả về tiền bạc, say sưa với nghề, nữ danh hài ngày càng trẻ đẹp. Cũng vừa đi diễn, vừa kinh doanh như vợ cũ, nhưng cuộc sống của Duy Phương dường như yên ắng hơn nhiều. Nam nghệ sĩ hiện đang điều hành một quán ăn nhỏ, mang tên mình, tọa lạc ở đường Bình Phú, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Là quán nhỏ nhưng cơ ngơi riêng của Duy Phương, khang trang và sạch sẽ. Nghệ sĩ còn tổ chức những buổi biểu diễn ca nhạc ngay tại quán. Anh trực tiếp cầm mic thể hiện những ca khúc mình yêu thích cho thỏa đam mê. Đôi khi Duy Phương trực tiếp theo sát, đôn đốc công việc ở cửa hàng. Vẻ ngoài giản dị của nam nghệ sĩ chiếm được nhiều cảm tình của khán giả và thực khách. Thỉnh thoảng Duy Phương lại hội ngộ với cậu con trai Duy Phước. Nghệ sĩ trẻ Duy Phước luôn đứng về phía ba trong suốt vụ lùm xùm kiện tụng, soi ánh hào quang. Harry cưới 2 năm chưa bầu, Tiến Đạt lấy vợ 4 tháng đã có tin vui, em gái Harry cũng phải vào comment. Trong khi khán giả vẫn đang nóng lòng chờ tin vui từ Harry Won, thì vợ chồng Tiến Đạt đã đón tin vui sau 4 tháng tổ chức đám cưới. Sau gần 4 tháng cưới nhau, thời gian gần đây bà xã Tiến Đạt liên tục đăng những status như thèm đồ ăn, đặc biệt là thèm chua, khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô đang trong giai đoạn thai nghén. Cách đây ít phút, Thủy Vi hào hứng chia sẻ trên Facebook vì tìm được gói viên ngậm C cứu tinh. Ngay sau đó, có người bình luận rằng không nên ăn nhiều kẹo, thay vào đó hãy uống nước cam. Sau đó Thủy Vi cho biết cô bị đau dạ dày nên không uống được nước cam, nên ăn cái này cho đỡ nôn. Trước đó Thủy Vi cũng đăng nhiều status úp mỡ, khiến bạn bè nhao nhao vào hỏi xem có đúng cô đang mang bầu hay không. Thủy Vi thèm chua đã tìm được cứu tinh là viên ngậm C, khoe ngay trên Facebook. Tuy nhiên có người đã vào khuyên ăn nhiều viên này không tốt, thay vào đó là uống nước cam, thì Thủy Vi cũng đáp lại ngay rằng ăn cái này cho đỡ nôn. Em gái của Harry Won, Lydia Yu cũng vào bình luận, khoe thích ăn kẹo này, bà xã Tiến Đạt còn gợi ý cho em gái của Harry luôn, xem ra vợ Tiến Đạt với em gái của Harry Won khá thân thiết. Cách đây vài giờ Thủy Vi đăng ảnh thèm đủ thứ món, Thủy Vi chia sẻ thèm đồ ăn, nhưng đi ăn thì lại trước quốc và cô hy vọng vài tuần nữa sẽ hết tình trạng này, nhiều người đoán rằng cô đang nghén. Mấy ngày trước Thủy Vi còn đăng status có dòng bà mẹ trẻ xem gì cho vui vẻ. Nhiều người chú ý vào cụm từ bà mẹ trẻ và hỏi lại Thủy Vi, nếu vợ Tiến Đạt đang mang thai con đầu lòng thì thật mừng cho vợ chồng anh. 4 tháng sau đám cưới, cả hai rất hạnh phúc và quấn quýt. Hình ảnh mới cưới của vợ chồng Tiến Đạt, còn đây là Julia Yu, em gái của Harry Won. Cô gái này cũng đã được truyền thông nhắc tới nhiều, cách đây không lâu còn cùng chị đóng phim sitcom. Về phía Harry Won, sau khi chia tay mối tình 9 năm với Tiến Đạt, cô đã cưới trứng thành được hơn 2 năm, nhưng vẫn chưa có tin vui nên nhiều người tỏ ra nóng ruột thay. Ơn giời, cuối cùng Hương Giang cũng đã tìm được người của lòng mình rồi đây này. Hương Giang tự nguyện sa vào lòng chỉ với những câu giới thiệu đầu tiên của chàng soái ca đang hoạt động trong ngành công an. Không chỉ riêng siêu mẫu Minh Tú tại Quý Ông Đại Chiến đã rung động trước vẻ lịch thiệp và ngoại hình ấn tượng của các quý ông, Hoa hậu Hương Giang cũng khó tranh khỏi. Lưới tình đang treo sẵn, xuất hiện với vẻ ngoài đầy nam tính, Dương Khắc Hào nhanh chóng thu hút ánh mắt của hơn 200 quý cô phía dưới. Được biết, chàng soái ca đang hoạt động tại Bộ Công an và đến với chương trình Quý Ông Đại Chiến với mục đích chính là chiếm lấy được tình cảm đến từ Hoa hậu Hương Giang, khá hợp với tính cách và mẫu người mà Hương Giang tìm kiếm. Khắc Hào cũng nhanh chóng được lọt vào mắt xanh của cô nàng Hoa hậu được nhiều người yêu mến.
Chớp lấy thời cơ, Hương Giang nhanh chóng tự kết án chung thân cho mình vì tội quá xinh đẹp và muốn chính chàng soái ca này bắt mình. Với màn thả thính cực chất của Hương Giang, chị Đại Lâm Vĩ Dạ cùng Minh Tú phải liên tục trầm trồ. Sau khi tập 3 phát sóng, quý ông Phạm Thế Thịnh gây được ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện phẩm chất của quý ông và body sáu múi hoàn hảo. Quý ông đầy lịch lãm Thế Thịnh đốn tim đông đảo chị em phụ nữ và giành được chiến thắng đầy tính thuyết phục. Tuần này tập 4 tiếp tục được ra mắt dàn cố vấn chân dài cực chất Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, Á hậu Hoàng Oanh và siêu mẫu Minh Tú. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của người mẫu Tường Linh và streamer Ngân Quỳnh. Tuần này, cuộc chiến Hương Giang không ngần ngại ở tù chung thân, chỉ vì để được vào tim của một số cực phẩm trong chương trình. Mở màn chương trình, Hương Giang và các quý cô, cố vấn của chương trình tiếp tục gửi đến các chàng trai cách để chiếm lấy trái tim mình. Đối với người phụ nữ xinh đẹp đầy tình cảm, Minh Tú lựa chọn cho mình mẫu người đàn ông chứa đựng đầy sự thấu hiểu. Á hậu Hoàng Oanh chọn cho mình một người đàn ông mức an toàn, thuộc tiếp mẫu người yêu gia đình. Khá giống với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ của mình, Hoa hậu Hương Giang cũng muốn người đàn ông tương lai của mình có được tính tự giác để có thể chăm lo và bao bọc được cho mình. Đặc biệt hơn hết, chị Đại Lâm Vĩ Dạ tỏ rõ quan điểm một bà nội trợ chính hiệu khi đã có chồng và hai con. Không còn mơ mộng nhiều, mà nữ diễn viên chia sẻ điều mình thích nhất ở chồng chính là biết kiếm tiền về lo cho gia đình. Và cũng trong tập 4 của Quý ông đại chiến, Hương Giang Minh Tú lần lượt đổ gục như điếu đổ trước sự lịch lãm và nam tính của hai chàng trai đặc biệt của chương trình. Tiết lộ mình cô đơn đã lâu và luôn mong muốn có được một chàng trai, siêu mẫu Minh Tú liên tục ra sức thả thính các cực phẩm trong chương trình. Ánh mắt của Minh Tú trong tập này lỡ vào một chàng soái Tây với nụ cười cực duyên và thấu hiểu. Không may mắn thay, chàng soái Tây này cũng là mẫu người lý tưởng mà người mẫu Tường Linh hướng tới. Không nể tình chị em, người mẫu Tường Linh liên tục quan thính để hòng cướp được chàng soái Tây. Tưởng chừng là người thua cuộc, nhưng Minh Tú lại gom được trái tim của Ý Trung Quân bằng sở thích nuôi chó cực kỳ độc đáo.